Xin chào các bạn, tiếp nối chuỗi series tự học SolidWorks 2022. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tất cả các ràng buộc trong môi trường Sketch 2D và một số bài tập phác thảo ví dụ. Đầu tiên, mình mở sẵn file đã xây dựng các trường hợp ràng buộc có thể có trong môi trường SolidWorks 2D ha. Trường hợp thứ nhất, đối với một line bất kỳ, thì khi các bạn chọn đối tượng là một lệnh line bất kỳ, thì cái hộp thoại nhanh, lệnh nhanh sẽ hiện ra cho các bạn. Khi mình di chuyển chuột ra thì nó mất ha. Các bạn di chuyển về lại bấm phím Control thì nó sẽ hiện lên lại thôi. Hoặc là bên phải các bạn có thể thấy là cái ô Relation. Thì đây là những cái thông tin ràng buộc liên quan tới các đối tượng mà các bạn chọn. Cụ thể ở đây là một đường line. Một đường line duy nhất thì sẽ có hai trường hợp. Một là đường thẳng này nằm ngang. Các bạn thấy cái biểu tượng màu xanh có dấu gạch ngang là Horizontal. Thì đây là biểu tượng ràng buộc trong SolidWorks ha, nằm ngang. Các bạn muốn xóa nó đi thì chỉ cần là chọn đối tượng, sau đó chọn cái relation mà nó có, rồi click chuột phải delete hoặc là bấm phím delete trên bàn phím ha, hoặc thao tác trực tiếp trong vùng đồ họa đó là chọn ràng buộc và delete ha, bấm phím delete đi. Thì khi mà các bạn di chuyển đối tượng thì nó sẽ không còn nằm ngang nữa mà di chuyển bất kỳ ha, đè giữ chuột trái và di chuyển được bất kỳ ha. Mình chọn lại đối tượng ha và mình sẽ bấm ràng buộc là nằm ngang ha, thì nó sẽ nằm ngang lại. Và khi các bạn chọn thêm ràng buộc là thẳng đứng thì nó sẽ báo vàng đỏ như thế này. Thì một đối tượng là đường thẳng thì nó không có thể nào vừa thẳng đứng mà vừa nằm ngang được, cho nên các bạn muốn nó thẳng đứng thì các bạn sẽ xóa cái ràng buộc nằm ngang đi ha. Các bạn có thể thấy là over define này. Đó, mình có thể là click vào over define để phần mềm nó khởi động cái sketch expert để nó phân tích lỗi ha, diagonal để phân tích lỗi. Còn mình muốn mình đã biết lỗi ở đâu rồi thì mình có thể là chọn xóa trên vùng rapid luôn, hoặc là chạy manual repair để mình bỏ gỡ bỏ một cái nằm ngang, delete để cho nó thẳng đứng ha. Đó, ok hả, đây ha, các bạn thấy thấy nè, vertical nè. Nếu như mà mình cho nó nằm ngang nữa thì nó sẽ báo lỗi ha, các bạn chú ý bỏ vertical ha, cho nó về lại nằm ngang hả. Thì đó là cái trường hợp thứ nhất, đó là lệnh line, một đường line duy nhất. Bây giờ mình sẽ chọn là điểm ha. Với một điểm thì các bạn relation nó không có gì hết, nó chỉ có mỗi fit thôi. Fit này biểu tượng là mỏ neo, nó fit cứng một bất kỳ đối tượng nào đó nằm ở bất kỳ đâu trong vùng đồ họa của mình. Đó, thì đó là fit mỏ neo, fit cứng ha, mình không có di chuyển được, nó màu đen rồi ha. Thì đó là fit cứng, để các bạn có thể là dùng cái fit cứng này cho việc làm ví dụ minh họa bài tập như nào đó ha. Rồi, ở đây trường hợp thứ hai là hai đường thẳng thì như thế nào ha? Đường thẳng này mình đã cho nằm ngang rồi. Hai đường thẳng. Trường hợp hai đường thẳng thì các bạn có thể thấy có rất nhiều đoạn ràng buộc liên quan này. Hai đường thẳng cùng nằm ngang này. Ctrl Z ha. Quay về. Hai đường thẳng cùng thẳng đứng này. Ở đây nếu như mà mình bấm hai đường thẳng cùng thẳng đứng thì nó sẽ báo lỗi, tại vì cái đường kia mình cho nằm ngang ha. Mình có thể là bỏ cái nằm ngang đi để nó cùng thẳng đứng với thằng còn lại. Ctrl Z quay về. Rồi, hay là hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng vuông góc. Còn linear là trùng phương ha, hai đường thẳng về trùng một phương duy nhất. Hai đường thẳng vuông góc, đây ha, hai đường thẳng vuông góc này. Còn trên Z quay về, hai đường thẳng song song, hai đường thẳng song song, còn trên Z quay về. Hai đường thẳng có độ dài bằng nhau. Thì ví dụ như là mình gán kích thước cho thằng trên là 80. Rồi thì mình chọn giữ Control chọn hai đối tượng ha. Equal, relation equal là hai đường thẳng có độ dài bằng nhau. Các bạn có thể test bằng dimension này ha, 80 này. Khi mà mình click đặt vị trí này thì nó sẽ hiện thông báo, tại vì nó đã định nghĩa được rồi, có nghĩa là hai độ dài này bằng nhau rồi. Các bạn có muốn là kích thước này hiện ra để làm tham vấn thêm hay không, ok thì nó sẽ hiển thị thành một cái kích thước mờ ha, mờ hơn kích thước màu đen trên này hả. Thì đó là trường hợp hai đường thẳng ha, hai đường thẳng. Bây giờ mình chọn điểm với điểm ha, điểm với điểm. Hai điểm với nhau thì nó sẽ có là horizontal, hai điểm cùng nằm ngang này. Hay là còn Ctrl Z quay về ha, hai điểm cùng thẳng đứng này. Còn Ctrl Z. Coincident, hai điểm coincident với nhau. Đó. Hay là hai điểm mẹt lại với nhau. Trong trường hợp này mẹt giống coincident ha. Rồi, trường hợp thứ ba là điểm với một đường bất kỳ. Điểm với một đối tượng là đường thẳng chẳng hạn. Thì nó sẽ có coincident thuộc đường thẳng chưa chắc trung điểm. Còn Ctrl Z. Nếu như mà mình chọn relation là midpoint thì nó chắc chắn nằm ở trung điểm đoạn này, khi các bạn có lên kích thước bao nhiêu đi nữa ha, thì nó cũng sẽ nằm trung điểm ha. Thì đó là một bo với một đường. Rồi, trường hợp tiếp
À, trường hợp tiếp, nếu như mà một boy với một cái đường thẳng thì boy với cái đường tròn thì như thế nào ha? Chọn một boy nè với đường tròn này thì nó chỉ có là concentric hoặc là cosecant. Cosecant là boy thuộc đường tròn ha, nằm bất cứ đâu trên đường tròn. Còn trên z, boy concentric. Concentric thì các bạn sẽ thấy ha, boy mà đồng tâm với đường tròn thì boy nó sẽ là tâm của đường tròn đó luôn. Rồi, tiếp theo đường tròn với đường thẳng, đường tròn với đường thẳng thì như thế nào ha? Đường tròn với đường thẳng này, nếu mà đường tròn với đường thẳng thì nó sẽ có hai trường hợp, tangent là tiếp tuyến ha, rồi equal curlen là độ dài cung tròn bằng độ dài đoạn thẳng. Ở đây nếu như mà là đường tròn luôn thì nó độ dài của nó chính là chu vi 2πr bằng độ dài của đoạn thẳng này luôn ha, đây bằng độ dài đoạn thẳng luôn. Khi mà trải cái đường tròn này ra thành một đường thẳng thì hai độ dài này nó bằng nhau ha. Ở đây mình có một cái ví dụ như là mình tạo một cái cung đi ha, tạo một cái cung đó, và mình ràng buộc cái đoạn thẳng này cho nó là 100, và mình sẽ dùng ràng buộc cung với đường chọn là equal curlen. Các bạn sẽ thấy cái cung này nó sẽ có độ dài cung là 100, bằng cách các bạn có thể kiểm tra độ dài cung, điểm thứ nhất, điểm thứ hai, click vào dây cung thì sẽ ra độ dài cung nó cũng là 100. Đây là cái thứ tham vấn. Ok đó. Rồi tiếp theo hai đường tròn, nếu như mà hai đường tròn ha thì nó sẽ xuất hiện các ràng buộc liên quan sau đây. Trùng phương, hai đường tròn trùng phương, nếu như mà các bạn vẽ đường tròn luôn thì nó trùng phương là như là hai nhập một vậy ha. Rồi tangent tiếp tuyến bên ngoài ha. Concentric đồng tâm, còn trường giác quay về, equal là có đường kính bằng nhau, cùng bằng là 75. Còn đường giác quay về, equal curlen, hai chu vi bằng nhau, hai đường tròn mà chu vi bằng nhau chắc chắn đường kính nó bằng nhau. Độ dài cung đó ha, độ dài cung tròn. Rồi trường hợp đầu tiên trùng phương, mà hai đường tròn trùng phương thì thường thường nó sẽ sử dụng cho cái trường hợp là cung của mình ha, cung một cung bất kỳ với một cung bên này, ví dụ như vậy, và mình muốn cho hai cung này trùng phương ha, trùng phương đây thì nó là đồng tâm đó ha, nó cùng một tâm đó ha, và trùng một phương đây ha, thì nó dành cho trường hợp như thế này. Rồi có một cái mẹo nhỏ là các bạn muốn cái đường tròn mà nó tiếp tuyến nằm ở bên trong thì các bạn phải di chuyển ha, đè trục trái di chuyển ha, tâm đường tròn đó vào bên trong đường tròn lớn trước, sau đó mới chọn hai đường tròn và ràng buộc target ha, tiếp tuyến. Tiếp theo với hai slot thì như thế nào? Khi các bạn chọn hai slot bất kỳ ha, thì nó sẽ có một cái đó là equal slot, hai slot này có kích thước bằng nhau ha, cùng là 88.4 và 50.4. Và tiếp theo cái ràng buộc có thể có các bạn có thể gặp ha, đó là đối với hai cái đường cong bất kỳ ha, ở đây mình giả định là hai đường FB-Line. Hai đường cong bất kỳ thì điểm giữa hai đường cong bất kỳ ha, các bạn click điểm giữa này thì nó sẽ có các trường hợp xuất hiện ở đây và ở đây thì mình sẽ có cái ràng buộc chủ đạo là ràng buộc ta gần là tiếp tuyến trước đây ha, để tạo độ mượt giữa hai đường cong. Và nếu như mà đây là hai đường cong cơ thì nó có một cái trường hợp có cái ràng buộc mới, đó là G3 dành cho các phiên bản mới SolidWorks, thì nó sẽ đảm bảo độ mượt hơn nữa ha, độ mượt hơn cả tiếp tuyến. Dành cho các đường cong tự do ha. Rồi, và để ghi ràng buộc giữa hai cái đối tượng mà giao với nhau tại một điểm ha, ví dụ như là hai đường như thế này thì các bạn có thể là chọn ngay cái điểm giao thì nó sẽ hiện lên các ràng buộc nhanh chóng, không cần phải chọn một hai ha, mình chọn ngay cái điểm giao đó, ví dụ như vậy ha. Rồi mình đã đi qua được các ràng buộc có thể các bạn gặp ở trong môi trường 2D SketchUp, và mình sẽ có một cái bài tập mà ứng dụng ha, ví dụ thử ha cho các bạn. Dù ở đây mình sẽ sử dụng cái bài tập là AS6 ha, chỉ với một kích thước mà nó đã đen ha, đen đen thì là fully defined. Fully defined thì như thế nào hả? Ví dụ các bạn có một cái hình chữ nhật này ha, khi các bạn vẽ xong phác thảo sơ sơ xong thì nó sẽ có màu xanh và màu đen. Màu đen đã có ràng buộc là ngay góc tọa độ và thẳng đứng thì nó sẽ có màu đen, chỉ chưa có kích thước cho nên các bạn có thể là đè trục trái kéo thả được, các cạnh còn lại là màu xanh
À, thì khi mà còn màu xanh như vậy thì góc trái, góc phải bên dưới thành trạng thái nó sẽ có chữ underdefined, à, chưa được ràng buộc đầy đủ, cho nên là chưa có thể nào mà hoàn chỉnh 2D hết. À, một cái bản 2D hoàn chỉnh thì nó phải là fully defined là đẹp nhất ha. Ở đây ví dụ như là mình thêm hai kích thước, à, thêm hai kích thước cho cái hình chữ nhật này, à, thì các bạn thấy là nếu mà nó đủ ràng buộc, đủ kích thước, à, bản 2D hoàn chỉnh fully defined ha, fully defined. À, thì trường hợp cái bài tập này của mình ha, cái bài tập này của mình ha, AX6 này, à, chỉ có với một kích thước duy nhất mà nó đã đan hết luôn ha, đan toàn bộ fully defined, à, thì các bạn nhận ra đây là một cái bài tập mà ứng dụng relation khá là nhiều ha. Mình có một cái mẹo nhỏ là để copy hình vào SolidWorks để mình có thể là nhìn thấy ha, để vẽ luôn, thì các bạn có thể là dùng công cụ là Snipping Tool của Windows, New ha, quét chọn hình. À, là còn trên C luôn rồi ha. Sau đó các bạn sẽ vào SolidWorks, à, không phải ở môi trường trong mặt phẳng này, mình thoát HD ra ha, không lưu này. Đây, ngay từ lúc đầu mình chưa vào môi trường phát thảo nào hết, chưa vào cái hình chiếu, hình mặt phẳng nào hết ha. Mình còn Ctrl V luôn, trực tiếp trong phần mềm. Các bạn có thể thấy đây ha. Sau đó mình mới chọn một mặt, mặt Run và phát thảo Sketch 2D trên này. Đó, như vậy các bạn đã copy được một cái hình vào để mình vừa xem vừa phác thảo cho nhanh hơn. Tiếp theo, mình sẽ ví dụ bài này ha. Bài này phân tích mình sẽ thấy là có ba cái đường tròn từ ngoài vào trong, và hai cái đường tròn bên trong thì nó có cái hình vuông, à, hình vuông ngoại tiếp hay là cái hình vuông có đường tròn nội tiếp, hình vuông có đường tròn ngoại tiếp đó ha. Rồi, ở đây mình thấy một cái đường tròn có phi 35 duy nhất, à, dễ nhất mình vẽ trước. Lệnh đường tròn ha. Đó. Và khi các bạn vẽ thì mình luôn luôn xuất phát từ góc tọa độ, tại vì fully defined ở đây nè ha, nó tất cả các kích thước ràng buộc nó tính từ góc tọa độ tính ra, à, thì các bạn lưu ý ha, mình điểm xuất phát của mình luôn luôn là góc tọa độ, và khi mà mình di chuyển ra chuột ra thì các bạn có thể thấy R góc B trên cái biểu tượng là cái viết mình vẽ ha, là R bằng bao nhiêu đó, mình có thể là để xem bằng 35, à, để cho nó không có bị nhảy hình về sau ha, kích thước lớn mà khi các bạn, à, cho nó về 35 thì nó nhỏ, nó bóp cái hình lại ha. Rồi ở đây mình cho nó là 35. Rồi đây mình kéo cái hình này nhỏ cho nó tương đồng ha, cho tương đồng dễ nhìn. Rồi 35 ha. Rồi tiếp theo là các bạn có thể thấy là hình vuông có đường tròn ngoại tiếp, à, thì mình nhớ lại cái lệnh Boolean trước đó mình đã, à, thao tác ha. Boolean, à, bốn cạnh và hình vuông có đường tròn ngoại tiếp, à, chọn đường tròn ngoại tiếp thì cái đỉnh nó thẳng hàm với góc tọa độ, thì các bạn phác thảo sơ lên như thế này, và mình sẽ chọn đỉnh trên cùng và góc tọa độ cho nó thẳng hàm. Rồi sau đó cho cái đường tròn ngoại tiếp bên ngoài, contraction geometry, cho nó về đường nét liền. Đó, thì các bạn có thể là dùng Boolean tương tự để vẽ cái hình vuông tương tự ha. Còn nếu các bạn như là mình vẽ cái đường thẳng như thế này, à, đường thẳng nằm ngang này, nối này, thẳng đứng nối đỉnh này, thẳng đứng nối đỉnh này. Đây, thì nếu muốn ràng buộc như thế này thì nếu mà hình vuông thì các bạn phải cho hai cạnh nó độ dài bằng nhau thì nó mới ra hình vuông. Đó, sau đó các bạn mới vẽ thêm đường tròn, à, nội tiếp bên trong, à, nội tiếp bên trong đây. Đó. Và sau cùng là những cái đường tròn tâm xuất phát từ các đỉnh hình vuông và tiếp tuyến hai đường tròn. Ở đây mình vẽ tâm ha, tiếp tuyến đường tròn bên ngoài này, và mình sẽ ràng buộc đường tròn thứ nhất, đường tròn thứ hai hoặc là cái cạnh ngang này ha, tiếp tuyến. Đây. Đó, và các đỉnh còn lại tương tự. À, các bạn thấy cái hình của mình 2D đã đen rồi ha. Như vậy là nó đã fully defined, à, góc phải bên dưới fully defined. À, một bài phác thảo 2D hoàn chỉnh. À, vì SolidWorks là phần mềm parametric cho nên là dimension, kích thước với relation là nó sẽ có, à, quan hệ bổ trợ cho nhau ha. Các bạn lưu ý cái vấn đề này. À, chúc các bạn thành công.